bà xã Phan Mạnh Quỳnh bị kẻ gian ra tay tinh vi cầm mất điện thoại đắt tiền. Vừa qua, Khánh Vy, bà xã của ca nhạc sĩ Phan Mạnh Quỳnh bất ngờ thông báo bản thân bị kẻ gian đột nhập rồi dùng thủ đoạn tinh vi để đánh cắp chiếc điện thoại đắt tiền ở cửa hàng thời trang do cô làm chủ. Theo đoạn video được trích xuất từ camera, người trộm là một phụ nữ trung niên, đội nón và che khẩu trang kín mặt. Người này liên tục hỏi hàng Khánh Vy lẫn nhân viên của shop, rồi lợi dụng sơ hở trong lúc cả hai đi lấy quần áo, đã nhanh tay cổ mất chiếc điện thoại và rời đi trong tích tắc. Vì sự việc diễn ra quá nhanh, bà xã Phan Mạnh Quỳnh có phần lúng túng, không giữ được bình tĩnh mà cần đến sự trợ giúp của nam nhạc sĩ cũng như khán giả. Thông qua mạng xã hội, Khánh Vy cũng đã cho biết thêm cô sẽ trình báo vụ việc lên cơ quan chức năng với hy vọng có thể tìm được tài sản đã mất. Cụ thể, cô viết, không chỉ vì cái điện thoại của mình mà vì rất nhiều bạn khác có thể bị mất chúng mình. Kẻ gian có nghề nên không lấy chỗ này sẽ kiếm chỗ khác ăn trộm. Bà xã Phan Mạnh Quỳnh nói thêm về lý do cô quyết định trình báo vụ việc. Hiện tại, bài viết của Khánh Vy nhanh chóng nhận được sự quan tâm. Nhiều người còn để lại cách thức giúp bà xã Phan Mạnh Quỳnh lấy lại chiếc điện thoại đã mất. Ngay sau khi biết được sự việc, Phan Mạnh Quỳnh lập tức bình luận bảo vợ điện thoại lại, nhưng bị cư dân mạng bắt bẻ vì Khánh Vy đang mất điện thoại rồi, còn đâu. Tuy nhiên, không loại trừ trường hợp Khánh Vy có đến hai chiếc điện thoại. Phan Mạnh Quỳnh đã nhanh chóng bảo vợ điện thoại lại để xử lý iCloud, tránh bị kẻ xấu đánh cắp thông tin. Trường hợp của Khánh Vy cũng là một trong những hồi chuông nhắc nhở mọi người nên cẩn thận hơn trong việc bảo vệ tài sản cá nhân của mình, nhất là trong thời điểm dịch bệnh vẫn còn đang diễn biến phức tạp như hiện nay và đã có rất nhiều vụ cướp giật xảy ra trong thời gian qua. Còn các bạn thấy như thế nào về pha trộm tinh vi này? Hãy comment ngay bên dưới nhé! Đừng quên đăng ký theo dõi kênh Saigon TV Entertainment để cùng chúng tôi cập nhật những tin tức mới nhất nhé!